viên nam châm rất hiếm kém. Viên nam châm này thì lại mới được cập nhật thêm cái hàng cái sản phẩm này. Viên nam châm có kích thước là đường kính ngoài là 70mm, độ dày là 10 và có cái đường kính lỗ trong này là 45. Một cái mẫu nam châm mà được rất là nhiều các bác khách hàng sử dụng để thay thế, sử dụng thay thế cho loa phát âm thanh đấy. Những cái loa chúng ta có thể sử dụng, các bác sử dụng cái nam châm này để thay thế những cái nam châm cũ của các bác ấy, nó đã kém chất lượng rồi, hoặc là có thể là chúng ta thay cái loại này thì để cho nó có tăng cái chất lượng âm thanh lên, bởi vì cái từ tính của nó là rất là mạnh, nên là các bác ấy, những các bác làm về loa là các bác lựa chọn những dòng nam châm này rất là mạnh để tăng từ tính, tăng cái chất lượng âm thanh nó được tốt hơn. Và cái mẫu nam châm này thì cũng được rất nhiều các bác khách hàng sử dụng sản xuất những cái quả lô từ các bác nhé, những quả lô từ cỡ size nhỏ như này, các bác cái dùng mà chọn cái cỡ nam châm này bởi vì lực của nó là rất là mạnh, để là chúng ta để sản xuất những ra quả lô từ cực kỳ chất lượng luôn. Vừa nãy thì em có định tiến hành tách ra nhưng mà nó cũng hút rất là khỏe, rất là chắc, nên là ở đây không có dụng cụ nên là em không tách cái viên nam châm này ra. Còn cái lực từ của nó thì là cực kỳ mạnh. Các bác nào mà đã xem những cái video, những cái video trước của em thì đã thấy được cái lực hút của nó khi nó hút vào sắt là như nào, rất là lớn. Viên nam châm thì được mạ một lớp kẽm rất là đẹp, sáng bóng để đảm bảo cái độ bền bỉ. Các bác có nhu cầu mà sử dụng đến cái nam châm như thế này hoặc là tất cả những các kích thước nam châm khác, hay là các bác mà quan tâm đến cái mẫu nào, các bác có thể là muốn thử lực hút của nó, muốn kiểm tra, thì bên em có thể là sẽ thử và test thử đo lực từ, hoặc là sẽ tiến hành thử cái lực hút của nó khi nó hút vào sắt ấy. Thì các bác có cái nhu cầu nào mà có cái, cần đến cái sản phẩm nào, mà quan tâm sản phẩm nào, các bác có thể là inbox cho em, liên hệ đến cho em hoặc là để lại bình luận các bác nhé, thì em sẽ tiến hành thử test thử với những cái mẫu mà các bác yêu cầu.